Lâm Trường Vĩ xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những chương trình kim cương đặc biệt do công ty Alexei & Diamond thực hiện trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Hàng tuần xin mời quý vị đến xem chương trình vào mỗi tối ngày thứ ba vào lúc 7 giờ Cali. Đây là một chương trình với những sản phẩm kim cương GIA và những mẫu thiết kế độc đáo. Kim cương, cẩm thạch, ruby, emerald độc đáo do chúng tôi thiết kế, sản xuất và giới thiệu đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ ba vào lúc 7 giờ trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official. Và tiếp tục vào ngày thứ năm, xin mời quý vị đến với một chương trình Special Promotion of the Week. Chúng tôi sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc sắc để giới thiệu đến quý vị trong một buổi chiều ngày thứ năm hàng tuần. Mời quý vị đón xem và đặc biệt mời quý vị trở lại vào chiều Chủ nhật vào lúc 5:30 hàng tuần với chương trình livestream trực tiếp với Lâm Trường Vĩ và Chris Trần để gửi đến quý vị những sản phẩm do công ty chúng tôi lựa chọn, thiết kế. Và một lần nữa, xin mời quý vị đăng ký, subscribe và like và share trên kênh YouTube Lâm Trường Vĩ Diamond Official với 3 chương trình hàng tuần ngày thứ 3 lúc 7 giờ Cali, ngày thứ 5 và ngày Chủ nhật trực tiếp vào lúc 5:30. Xin mời quý vị đón xem. Chân thành cảm ơn. Happy Mother's Day. Xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ công ty Alexei & Diamond cùng với Lâm Trường Vĩ và những chương trình kim cương đặc biệt hàng tuần vào ngày thứ ba năm và Chủ nhật. Ngày hôm nay, chương trình đặc biệt ngày lễ Mother's Day năm 2023. Chúng tôi đã đem đến quý vị tổng cộng sẽ là 7 chương trình khác nhau và đây sẽ là chương trình thứ 5 trong chuỗi series 7 chương trình đặc biệt nhất của năm 2023 với những sản phẩm kim cương xuất sắc nhất, chất lượng kim cương, ruby, emerald và những mẫu thiết kế độc đáo. Có những sản phẩm duy nhất có 102, những mẫu thiết kế quý hiếm nhất trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong chương trình Mother's Day Sale vào buổi tối ngày thứ ba. Tất cả sản phẩm sẽ được on sale với giá rẻ nhất từ 35, 45, 50% off để giúp cho tất cả quý vị sẽ sở hữu, sưu tập và mua được những sản phẩm kim cương độc đáo do công ty Alexei & Diamond giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ xin quý vị nhìn lên sản phẩm đầu tiên. Đây là một mặt dây chuyền cẩm thạch AJ. Nói tới cẩm thạch, Lâm Trường Vĩ xin mời tất cả quý vị hãy lưu ý. Tất cả sản phẩm cẩm thạch trên thế giới phần lớn là những sản phẩm cẩm thạch không hề có giá trị, chỉ trừ giá trị của kim cương và vàng. Tuy nhiên, những mẫu thiết kế với cẩm thạch AJ được công ty GIA cấp giấy quốc tế là AJ, giấy được certified trên toàn thế giới, đó mới chính là những sản phẩm cẩm thạch hiếm có nhất. Và công ty chúng tôi sở hữu cả ngàn ngàn sản phẩm đặc biệt với AJ. Quý vị đang nhìn trên màn hình là một tượng Phật, ông Phật Di Lặc bằng vàng 18. Đây là một sản phẩm AJ, một màu xanh trong suốt, bóng lượng thiên nhiên 100%, đã được GIA certified và giá on sale chỉ có $2,250. Những sản phẩm cẩm thạch này quý vị mua sẽ rất hiếm có trên thị trường và chưa chắc quý vị có thể tìm được. Mà nói tới giá $2,250, mẫu thiết kế này to khoảng hơn đồng 25 cent hoặc bằng đồng 25 cent. Đây là một màu xanh đẹp nhất dành cho những ai yêu thích cẩm thạch, chưa từng thấy cẩm thạch AJ là màu xanh như thế nào thì mẫu thiết kế số 1 sẽ cho quý vị được một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Xin mời quý vị gọi vào số phone 310-968-0577. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến một bộ kim cương đặc biệt được kết hợp với những kiểu thiết kế của Italy, một sợi dây lắc tay đi kèm chung là một mẫu nhẫn. Sợi dây lắc tay ngày hôm nay được thiết kế với những vòng tròn 10 khoanh kim cương
tổng cộng đường kính của mỗi khoanh kim cương là đường kính là 5 ly 3. Tuy nhiên viên kim cương nằm chính giữa chỉ là khoảng 2 ly hơn và được bọc xung quanh là một vòng kim cương 1 ly 2. Tất cả được thiết kế bằng vàng 18 và ngày hôm nay mẫu thiết kế này giá trị hơn 2.000 đô la. Đặc biệt on sale chỉ còn 1.590 đô la và đi kèm chung sẽ là một mẫu nhẫn kim cương được kết lại. Tất cả được thiết kế bằng vàng 18. Chiếc nhẫn này có đường kính là khoảng gần 9 ly rưỡi, tuy nhiên viên kim cương nằm chính giữa là khoảng 3 ly. Xung quanh là những viên hộp xoàn 2 ly và mẫu thiết kế nhẫn này đặc biệt on sale với giá là 1.350 đô la. Đây là một bộ kim cương vô cùng sang trọng và rực rỡ. Tất cả những viên kim cương của công ty Alexei & Diamond xin khẳng định và nhắc lại với quý vị là công ty chúng tôi chỉ bán những sản phẩm kim cương thiên nhiên gọi là Natural Diamond. Và tất cả những sản phẩm được on sale buổi tối ngày hôm nay, quý vị chỉ cần nhắn tin qua số phone là 310-968-0577. Đây là một bộ kim cương tất cả được thiết kế bằng vàng màu trắng, 18K của Italy. Chiếc nhẫn kim cương được ghép lại đi thành hai tầng kim cương với một viên kim cương. Nhìn vào giống như một carat, tuy nhiên mẫu thiết kế này với giá 1.350 đô la. Đi kèm chung sẽ là một sợi dây lắc tay với giá 1.590 đô la, được thiết kế theo những vòng tròn, vòng khoanh, nhìn vào giống như những viên kim cương 5 ly rưỡi. Viên kim cương đường kính là 2 ly rưỡi, được thiết kế xung quanh là những viên hộp sằng 1 ly rưỡi. Mẫu thiết kế này 1.590 đô la. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 3. Đây sẽ là một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt và độc đáo dành cho những ai yêu thích những sản phẩm đá màu. Đây là một viên đá tên gọi là Savarite và được GIA Certified là một viên đá màu xanh thiên nhiên. Màu green cũng đại diện cho sinh nhật của tháng 5. Đây là một viên đá tuyệt vời. Đá Savarite đến từ mỏ của Liên Xô, là những viên đá hiếm nhất trên thế giới. Viên đá màu xanh green trong suốt và được GIA kiểm chứng certified đường kính là 10 ly rưỡi, hơn 10 ly, gần 10 ly rưỡi và giá đặc biệt ngày hôm nay với giá là 1.990 đô la cho một mẫu thiết kế nạm kim cương đi vòng quanh là những viên kim cương 2 ly 2 nước D color VVS clarity. Chiếc nhẫn này one of a kind. Nói tới những mẫu đá màu xanh mà được GIA certified là đá Savarite, là màu đá xanh lá cây đẹp nhất. Và đây là một viên đá thiên nhiên. Khi quý vị nhìn vào, quý vị sẽ thấy từng chi tiết và độ lấp lánh của viên đá này vô cùng rực rỡ. Nói tới những sản phẩm đá màu như Ruby, Emerald, Jade, Cẩm Thạch, Ngọc Trai, công ty chúng tôi sở hữu cả ngàn mẫu thiết kế khác nhau. Mỗi tuần chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện và đem đến quý vị những chương trình tuyệt vời. Nhưng buổi tối ngày hôm nay, quý vị đang đến với một chương trình lễ Mother's Day Sale, chương trình sale lớn nhất của công ty chúng tôi thực hiện hàng năm. Lâm Trụ Vĩ mong tất cả quý vị theo dõi chương trình, quý vị đang theo dõi trực tiếp hoặc quý vị coi lại sau chương trình, quý vị có thể tìm kiếm và sở hữu bất kỳ một mẫu thiết kế nào và gọi vào cho công ty chúng tôi số phone quý vị thấy trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đến với một bộ kim cương màu đen gọi là Natural Black Diamond. Đây là một bộ kim cương đen được thiết kế hình giọt nước. Một bộ thiết kế được tuyển chọn những viên kim cương màu đen. Thiên nhiên, chiếc nhẫn kim cương với một viên kim cương chiều dài là khoảng 12 ly. Wow, đây là một viên kim cương tương đương khoảng gần 4-5 carat. Được thiết kế vòng quanh là một mẫu nhẫn custom design theo kiểu 3 chiều, được nạm kim cương đi vòng quanh 2 tầng kim cương và được thiết kế nhẫn Michael Pave. Chiếc nhẫn này giá trị khoảng 4.900 đô la và chúng tôi sẽ on sale chỉ còn 2.150 đô la.
$2,150. Quý vị đang nhìn tiếp tục là một mặt dây chuyền kim cương, một hình giọt nước và viên kim cương này. Chiều dài là 16 ly tương đương với một viên kim cương khoảng 8 carat. Mặt dây chuyền này on sale buổi tối ngày hôm nay với giá $1,470. $1,470 để gửi đến quý vị một mặt dây chuyền kim cương độc đáo. Và xin nhắc lại, tất cả những viên kim cương đen trên thị trường quý vị mua cũng là những viên đá Moissanite. Công ty chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị một bộ kim cương đen, và đây là những viên kim cương đen thiên nhiên, gọi là Natural Black Diamond. Những mẫu thiết kế rực rỡ và được custom design theo thiết kế của hình giọt nước, với một chiếc nhẫn kim cương khoảng 4 carat và mặt dây chuyền khoảng gần như 5-7 carat, và chiếc nhẫn $2,150. Kế tiếp, quý vị có thể mua chung hoặc mua riêng mặt dây chuyền giá $1,470. Quý vị chỉ cần nhắn tin số thẻ credit card, địa chỉ shipping và chúng tôi sẽ ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Canada. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một mẫu thiết kế là một chiếc nhẫn kim cương chiều dài là 9.5 ly. Đây là một viên kim cương dắt cắt hình Moki's, gọi là Moki's Cut Diamond, được công ty GIA Certified, là một viên kim cương hình thoi, chiều dài là 9.5 ly, gần hoặc 1 carat và nước H-Color VS Clarity. Một lần nữa, đây là một viên kim cương được GIA Certified, là một viên kim cương chiều dài là 9.5 ly, nước H-Color VS Clarity. Và mẫu thiết kế này được custom design theo một kiểu design với hai tầng kim cương đi vòng quanh và được design bằng vàng trắng. Xin mời quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế này. Một viên kim cương GIA $2,790, $2,790. Đây là một chiếc nhẫn kim cương rất hiếm có, đã được custom design đi vòng quanh là hai tầng kim cương. Mẫu thiết kế vô cùng rực rỡ và rất to. Mỗi viên kim cương đi vòng quanh là 1.5 ly, được thiết kế theo kiểu hai tầng kim cương. Xin quý vị đến với mẫu thiết kế số 5. Một lần nữa, một viên kim cương dắt cắt gọi là Moki's Cut Diamond, được làm bằng vàng trắng 14K và giá on sale buổi tối ngày hôm nay là $2,790. Tiếp tục ngày hôm nay, quý vị đang đến với một bộ kim cương gồm bông tai và mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền được công ty GIA Certified, là một viên kim cương 5.8 ly, nước J Color và 3 Excellent VS Clarity. Cặp mặt dây chuyền là một viên kim cương 5.8 ly, được Certified là GIA, nước J Color, Excellent, Excellent và Excellent. Mẫu thiết kế được design thành một bông hoa lộng lẫy và rực rỡ vô cùng. Thiết kế này chúng tôi on sale ngày hôm nay với giá $2,970, $2,970. Mặt dây chuyền được thiết kế với hai tầng kim cương, được làm bằng vàng trắng. Và kế tiếp, quý vị đeo đi kèm chung là một cặp bông tai kim cương 4 ly. Mỗi viên kim cương là nước E-Color VVS Clarity. Cặp bông tai tuyệt đẹp, được thiết kế làm bằng vàng trắng. Wow! Cặp bông tai này ngày hôm nay chúng tôi sẽ on sale cho quý vị với một giá rẻ nhất mà chúng tôi có thể
1.150 đô la, 1.150 đô la là viên kim cương. Wow, 4 ly nước E-Color VVS Clarity được làm bằng vàng trắng 14K. Mẫu thiết kế này, xin lỗi quý vị, 18K, được làm bằng vàng trắng 18K. Mỗi viên kim cương là 4 ly nước E-Color VVS Clarity. Và giá ngày hôm nay 1.150 đô la. Wow, đây là một cặp bông tai xuất sắc, mẫu thiết kế vô cùng lộng lẫy và rực rỡ. Và chúng tôi on sale tất cả những sản phẩm này, mặt dây chuyền 2.970 đô la và cặp bông tai 1.150 đô la. Xin mời quý vị đến với chiếc nhẫn kim cương số 7. Đây sẽ là một chiếc nhẫn vô cùng đặc biệt. Khi quý vị nhìn trên màn hình, quý vị đang thấy một màu sắc rực rỡ của 7 ánh cầu vồng. Và đây là một viên kim cương đặc biệt nhất. Tên gọi của viên kim cương này gọi là First Light Diamond Collection. Là một trong những kỹ thuật cắt kim cương mới nhất trên thị trường trang sức. Và đây là một viên kim cương nặng khoảng 0.50 carat natural diamond, một viên kim cương nước E-Color VSSI Clarity. Viên kim cương này là một kỹ thuật độc đáo và độc quyền của thương hiệu First Light. Nó làm cho viên kim cương rực rỡ với 7 sắc cầu vồng. Quý vị sẽ nhìn từng màu sắc lấp lánh trên viên kim cương, được thiết kế đi thành 2 tầng kim cương vòng quanh. Và chiếc nhẫn này giá trị khoảng 5.000 đến 6.500 đô la. Buổi tối ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị gọi vào với giá 2.880 đô la. Một lần nữa, đây là một viên kim cương nặng khoảng 0.60 carat, tương đương với một viên kim cương 5 ly. Đây là một viên kim cương đặc biệt hiếm có trên thị trường, bởi vì quý vị sẽ không thấy những sản phẩm trang sức đặc biệt này. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị viên kim cương 7 sắc cầu vồng này với giá 2.880 đô la. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Đây là một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế với một viên đá màu xanh sapphire, và viên đá này đường kính là khoảng 12 ly. Mẫu thiết kế được làm bằng vàng 18K, màu trắng, được đi một vòng quanh to hơn đồng 25 cent. Và mẫu thiết kế này nổi bật lên với những viên kim cương 1 ly rưỡi, đi vòng quanh đường kính bằng đồng 25 cent hoặc to hơn, được thiết kế trạm trổ những đường nét diamond cut, và ngay chính giữa là một viên đá màu xanh. Xin mời quý vị gọi vào mẫu thiết kế này ngày hôm nay với giá 990 đô la. Một lần nữa, đây là một mặt dây chuyền độc đáo. Mẫu thiết kế được làm vô cùng công phu với từng chi tiết, những đường viền bằng vàng màu trắng đi vòng quanh, và ngay chính giữa sẽ là một viên đá đường kính là 12 ly, màu xanh navy blue, màu xanh sapphire, với những vòng kim cương 1 ly rưỡi được thiết kế đi trạm trổ vòng quanh.
được thiết kế vàng trắng 18K, $990. Xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ với số phone trên màn hình là 310-968-0577. Xin mời quý vị lại đến với một mẫu thiết kế vô cùng sang trọng, độc đáo trong thiết kế, kỹ thuật nhận kim cương và chất lượng kim cương của mẫu thiết kế số 9 này sẽ đem đến cho quý vị một sự bất ngờ trong trang sức. Một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tổng cộng ở trên đây là 9 viên kim cương nằm trên phía trước, chính giữa là 5 ly 8, hai bên là 4 ly 6. Và dọc hai bên sẽ là 6 viên kim cương 3 ly rưỡi. Tất cả là những viên hộp xoàn nước D-Color VSSI Clarity. Kế tiếp, quý vị nhìn vào mặt trước và cả mặt sau của chiếc nhẫn. Quý vị sẽ thấy là 8 viên kim cương hình Moki's Diamond giáp cắt là hình thoi. Được nhận theo kiểu 3 chiều là những viên hộp xoàn nước DVVS Clarity. Chiếc nhẫn này được thiết kế bằng vàng 14K màu trắng. Tất cả được trạm trổ kim cương xuất sắc. Chiếc nhẫn giá trị $6,650. Một lần nữa, $6,650. Chúng tôi on sale trong buổi tối ngày hôm nay chỉ còn nửa giá là $3,390 mà thôi. $3,390. Cho một chiếc nhẫn kim cương 5 ly 8 nằm chính giữa và hai bên là 4 ly 6. Tất cả là những viên hộp xoàn nước D với 6 viên kim cương 3 ly, 3 ly rưỡi dọc hai bên. Xin mời quý vị gọi vào. Đây là một mẫu nhẫn lấp lánh rực rỡ. Tất cả những viên kim cương sẽ tỏa sáng ngay trên ngón tay của quý vị. Với những đường viền kim cương được nhận theo kiểu 3 chiều, và dọc hai bên là những viên kim cương hình Moki's Diamond, là những viên hộp xoàn nước D VVS Clarity được thiết kế lộng lẫy, công phu trong từng chi tiết để tạo nên chiếc nhẫn số 9. Số phone của công ty chúng tôi, quý vị có thể nhắn tin trực tiếp, địa chỉ và thẻ credit card payment. Chúng tôi sẽ ship hàng đi khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada. Nếu quý vị mua trong buổi tối ngày hôm nay và ngày thứ tư, chúng tôi sẽ chắc chắn quý vị nhận hàng được trước ngày lễ Mother's Day vào tuần này, Chủ nhật. Một lần nữa, Happy Mother's Day đến tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của công ty Alexei and Diamond. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để đến với một mẫu thiết kế độc quyền của công ty chúng tôi. Sản xuất là một mặt dây chuyền tượng Chúa Giêsu. Tượng Chúa Giêsu được làm bằng vàng 18K, mẫu thiết kế đến từ Italy, với những viên kim cương 1 ly 8 và 2 ly đi vòng quanh. Chiều dài của mặt dây chuyền này là khoảng 1 inch 25, to hơn đồng 25 cent, và mẫu thiết kế được trạm trổ theo kiểu 3 chiều, có nghĩa là tượng Chúa Giêsu sẽ được điêu khắc nổi mặt trên và những vườn viền kim cương đi vòng quanh, và phía sau sẽ là một design với diamond cut được làm vô cùng công phu, rất nhiều chi tiết. Xin quý vị gọi vào buổi tối ngày hôm nay với giá $1,880. $1,880 được thiết kế bằng vàng màu trắng, tuyển chọn là những viên kim cương xuất sắc 1 ly 8 vàng 18K. Mẫu thiết kế này xin đặc biệt on sale cho quý vị trong chương trình Mother's Day. Chúng tôi sản xuất rất nhiều những mẫu thiết kế tượng Đức Mẹ,
tượng Chúa, tượng Phật Bà, tượng Thánh Giá, ông Phật Di Lạc và tất cả những mẫu thiết kế độc quyền riêng của công ty chúng tôi chỉ sản xuất và giới thiệu trên kênh YouTube Lâm Trụ Vĩ Diamond Official. Ngay bây giờ số 10 với giá $1,880 là một tượng Chúa Giê-xu được điêu khắc. Khi quý vị nhìn vào khuôn mặt, hình dáng, từng chi tiết nhỏ trên mặt dây chuyền số 10 là ở mức độ hoàn hảo nhất và đã được tỉ mỉ, được điêu khắc từng đường nét sống động. Chất lượng kim cương và vàng vô cùng hoàn hảo. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị nhớ bấm một nút like. Quý vị nhớ đăng ký, subscribe và chia sẻ. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng đến với một bộ kim cương và ruby màu đỏ. Đây là một bộ kim cương được thiết kế với những viên ruby rực rỡ màu đỏ đậm, lấp lánh, được design thành một bộ kim cương gồm chiếc nhẫn và mặt dây chuyền. Mẫu thiết kế, xin mời quý vị nhìn lên mặt dây chuyền, được design với một viên ruby. Chiều dài là 12 ly hơn, tương đương với một viên ruby 3 carat, 4 carat và được vòng quanh là hai tầng kim cương theo những mẫu thiết kế rất nổi tiếng của những thương hiệu kim cương. Và ngay bây giờ quý vị đến với một sợi dây được tặng kèm chung. Mẫu thiết kế số 10, quý vị sẽ được tặng kèm chung một sợi dây chuyền bằng vàng 18. Mẫu thiết kế này $3,800 cho mặt dây chuyền. Chúng tôi on sale chỉ còn $1,650. $1,650 cũng là giá dành cho chiếc nhẫn. Quý vị đang đến với một mẫu nhẫn kim cương rất sang trọng, được design với một viên ruby nằm chính giữa là 12 ly, tương đương với một viên ruby khoảng 4-5 carat. Mẫu thiết kế được nâng cao lên với hai chữ S nằm hai bên hông. Đi vòng quanh là những viên hộp sần 1 ly rưỡi, 1 ly 8 và 2 ly. Đây là một chiếc nhẫn ruby đẹp xuất sắc. Đi kèm chung là mặt dây chuyền. Quý vị có thể kết hợp mua chung, hoặc quý vị có thể mua chỉ chiếc nhẫn hoặc mặt dây chuyền riêng. Mỗi mẫu thiết kế với giá $1,650. Đây là một giá on sale tuyệt vời nhất mà chúng tôi cố gắng thực hiện và lựa chọn đem đến quý vị những bộ trang sức ruby đẹp nhất. Ngay bây giờ tất cả những sản phẩm trong buổi tối ngày thứ ba đang được on sale cho ngày lễ Mother's Day 2023. Xin mời tất cả quý vị theo dõi tất cả những chương trình chúng tôi đã chiếu trong suốt tuần vừa qua và buổi tối ngày hôm nay. Và kế tiếp chúng tôi còn chương trình buổi tối ngày thứ năm và chủ nhật. Tất cả quý vị mua sắm trong buổi tối ngày hôm nay, quý vị sẽ nhận được hàng vào ngày trước ngày Mother's Day. Lâm Trụ Vĩ xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng đến với một chiếc nhẫn kim cương số 12. Đây là một cặp nhẫn gồm hai chiếc nhẫn. Wow! Đây là một bộ kim cương gồm một chiếc nhẫn kim cương với bốn cháu đưa lên cao là một viên kim cương 1 carat, nước F color. Mẫu thiết kế được design theo kiểu rất đơn giản nhưng sang trọng với hai đường viền kim cương là 3 ly rưỡi hai bên. Chiếc nhẫn này xin gửi đến quý vị giá chỉ có $3,990. $3,990.
Và kế tiếp chúng tôi xin mời quý vị đi kèm chung là một chiếc nhẫn 5 viên kim cương. Đường kính của mỗi viên kim cương là 4 ly 2. Wow, 4 ly 2. Tất cả những viên kim cương đã được tuyển chọn từng viên kim cương cùng một màu sắc là nước E, nước F Color VS Clarity, được làm bằng vàng 18K. Và chiếc nhẫn này với giá $2,800, chúng tôi giảm giá cho quý vị chỉ còn $1,870. $1,870 cho một chiếc nhẫn 5 viên kim cương. Và đặc biệt mẫu thiết kế này chúng tôi design theo kiểu chấu tay bèo. Khi quý vị nhìn vào, chiếc nhẫn sẽ to và rực rỡ, giống như quý vị đang đeo những viên kim cương 4,5 ly trở lên. Tất cả được thiết kế là vàng 18. Chiếc nhẫn 5 hộp 4 ly 2, $1,870. Đi kèm chung sẽ là một chiếc nhẫn 1 carat với 4 chấu nổi bật đưa lên cao, là một viên kim cương 1 carat và hai bên là 3,5 ly. Và giá đặc biệt của trong chương trình Mother's Day là $3,990. Tất cả những sản phẩm này, nếu quý vị gọi vào, quý vị cho chúng tôi biết mẫu số hàng là số mấy và số thẻ credit card và địa chỉ shipping, tất cả sản phẩm sẽ được ship hàng tới quý vị vào trước ngày Chủ nhật Mother's Day tuần này. Xin mời quý vị đến với chúng tôi là một sản phẩm lắc tay kim cương, là những viên hộp xoàn khoảng 3 ly. Đây là một sợi dây lắc tay kết hợp chung với bộ thiết kế số 12 mà quý vị đã vừa theo dõi. Một sợi dây lắc tay cũng được tuyển chọn những viên kim cương 3 ly, được thiết kế đi nguyên một vòng sợi dây. Đây là một sợi dây chiều dài là từ 6 inch cho đến 6,5 inch. Mỗi viên kim cương được tuyển chọn vô cùng công phu, đường kính là 3 ly cho mỗi viên. Nước EFVS SI Clarity được thiết kế đi thành một sợi dây lắc tay tennis bracelet theo kiểu chấu, nhìn vào giống như là một sợi dây lắc tay to hơn, bởi vì kiểu thiết kế đã được design theo kiểu chấu tay bèo bằng vàng 14K màu trắng. $3,870 là một giá đặc biệt mà chúng tôi gửi đến quý vị sợi dây lắc tay này. $3,870 sẽ là một giá tuyệt vời nhất để chúng tôi đem đến cho quý vị một sợi dây lắc tay mỗi viên kim cương rất to, đường kính là 3 ly. Nước E, nước F được thiết kế trong kiểu chấu tay bèo bằng vàng màu trắng 14K. Quý vị thích kiểu màu vàng, quý vị nhắn tin cho chúng tôi. Cả màu vàng và màu trắng chúng tôi đều gửi đến quý vị. Tất cả được thiết kế bằng vàng 14K. Mỗi viên kim cương được nhận theo kiểu chấu 4 chấu, nhưng đường viền xung quanh là kiểu chấu tay bèo. Quý vị thấy sợi dây lắc tay này nhìn vào sẽ to hơn, lấp lánh hơn. Và giá rất nổi bật của ngày hôm nay với mẫu thiết kế này chỉ còn $3,870 cho chiều dài là 6 inch cho đến 6,5 inch. Quý vị muốn mua chiều dài 7 inch 7 inch 25, quý vị sẽ cộng thêm $250. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Mother's Day Sale.
Lâm Trường Vĩ xin mời quý vị đến với một cặp bông tai số 14. Đây là một cặp bông tai rực rỡ, đẹp nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong kiểu thiết kế bông tai khoen kẹp Omega bạc. Cái đó là kiểu thiết kế ở vòng khoen phía sau, là kiểu bông tai kẹp lại, được thiết kế do một thương hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới, được kết hợp với 3 đường viền kim cương cho mỗi bên cặp bông tai, được làm bằng vàng 18 ở ngay chính giữa quý vị sẽ đến, với tổng cộng 12 viên kim cương, 3 ly 3 và những viên hộp xoàn baguette xen kẽ. Được design 2 tầng kim cương được nhận Michael Pave. Và xin nhắc lại, tất cả những viên kim cương trên cặp bông tai này đều là những viên kim cương nước D-Color VVS Clarity, được trạm trổ kim cương xuất sắc, được thiết kế bằng vàng 18. Và ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị gọi vào cho cặp bông tai giá trị khoảng $4,500. Và cặp bông tai này xin mời quý vị gọi vào với giá $2,150 mà thôi. $2,150 cặp bông tai này, chúng tôi giảm giá gần như hơn 50%. Một cặp bông tai rất to, đường kính của cặp bông tai này to khoảng gần bằng đồng 5 cm, rất lộng lẫy. Độ lấp lánh của cặp bông tai này rực rỡ, sang trọng, kiểu thiết kế được design vô cùng sắc sảo trong từng chi tiết. Xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, cặp bông tai số 14 là một mẫu thiết kế của thương hiệu trang sức, $2,150. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mẫu trang sức số 15. Đây là một mẫu trang sức độc quyền riêng của công ty chúng tôi sản xuất và thiết kế. Chúng tôi mua độc quyền mẫu thiết kế này và quý vị sẽ thấy rất nhiều những phiên bản copy trên thị trường. Tuy nhiên, đường nét sẽ không thể nào sắc sảo và hoàn hảo như công ty chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị. Mẫu thiết kế này là một mặt dây chuyền kim cương được thiết kế với tượng Đức Mẹ Ban Ơn. Tất cả được trạm trổ kim cương từ vần hào quang và đi xuống thân hình và áo choàng, cũng như khoen được móc vàng cũng được trạm trổ, tất cả là được thiết kế bằng vàng màu vàng và vàng màu trắng, kiểu thiết kế two-tone. Và chương trình đặc biệt Mother's Day hàng năm chúng tôi chỉ đem lên cho quý vị 1-2 lần duy nhất. Và ngày hôm nay buổi tối ngày thứ ba, chúng tôi lại hân hạnh gửi đến quý vị một mẫu trang sức Đức Mẹ Ban Ơn này. Và buổi tối ngày hôm nay xin quý vị gọi vào ngay bây giờ, bởi vì sản phẩm số 15 là một sản phẩm được Limited Collection với giá $1,450. $1,450 và mẫu thiết kế này chiều dài khoảng gần 2 inch, nghĩa là rất to. Nếu Lâm Trường Vĩ để tượng Đức Mẹ trên ngón tay thì chiều dài sẽ chiếm hết 2 đốt ngón tay. Quý vị có thể hình dung được đây là một tượng Đức Mẹ, từng đường nét khuôn mặt, áo choàng, bàn tay, hình dáng, vân hào quang, tất cả đã được làm ở mức độ perfection, độ hoàn hảo về kỹ thuật. Tất cả được thiết kế đến từ bên Ý. Mẫu thiết kế này là một sản phẩm chúng tôi chỉ limited, đem đến quý vị một năm chỉ 2-3 lần. Và giá ngày hôm nay trong ngày lễ Mother's Day, $1,450. Lâm Trường Vĩ hy vọng tất cả những quý vị nào đang tìm kiếm một mẫu thiết kế mang một ý nghĩa tín ngưỡng của sự bình an, quý vị sẽ đến với mẫu thiết kế số 15, bởi vì công ty chúng tôi đã bỏ vào đây rất nhiều những tâm huyết cũng như những
lời cầu nguyện để mong rằng tất cả những khách hàng của mình sẽ luôn luôn có được sự bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới đã luôn luôn ủng hộ, yêu thương và luôn luôn cho chúng tôi những tình cảm tuyệt vời nhất. Happy Mother's Day đến tất cả quý vị. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một cặp bông tai số 16 cùng với một chiếc nhẫn kim cương hình vuông số 16. Đây là một bộ kim cương gồm chiếc nhẫn và cặp bông tai. Cặp bông tai được tuyển chọn hai viên kim cương đường kính là 4.6, nước E-Color VS Clarity. Mẫu thiết kế được design theo kiểu chấu hình vuông. Và cặp bông tai này xin mời quý vị gọi vào với giá là $1,750. Đi kèm chung sẽ là một chiếc nhẫn kim cương với một viên kim cương 1 carat hình vuông. Đây là một viên hộp xoàn nước E-Color VVS Clarity. Một lần nữa, đây là một viên kim cương nước E-Color VVS Clarity. Mẫu thiết kế được design của Italy, được làm bằng vàng 18K. Và chiếc nhẫn này xin quý vị gọi vào với giá $8,500. $8,500, chúng tôi sẽ giảm giá on sale với giá $4,190. Một lần nữa, $4,190 sẽ là một mẫu nhẫn kim cương hình vuông, một viên kim cương Princess cut nước E-Color VVS Clarity, và đi kèm chung sẽ là một cặp bông tai quý vị có thể mua riêng với giá $1,750 cho một viên kim cương hình tròn. Giác cắt của cặp bông tai là hình tròn, giác cắt của chiếc nhẫn là hình vuông, gọi là Princess cut, và cặp bông tai với giá $1,750. Đây là một kiểu bông tai chúng tôi thiết kế trong một vỏ hình vuông. Khi quý vị đeo vào có cảm giác như là đang đeo một cặp bông tai Princess cut. Tuy nhiên, với những viên kim cương hình tròn sẽ làm cho cặp bông tai nhìn rực rỡ vô cùng. Và kế tiếp là chiếc nhẫn với một viên hộp xoàn nước E-Color VVS Clarity, độ trong suốt gần như hoàn hảo, và giá on sale $4,190. Xin quý vị nhắn tin ngay bây giờ qua số phone trên màn hình. Lâm Trường Vĩ lại giới thiệu đến quý vị một mẫu thiết kế số 17, lại là một mặt dây chuyền cẩm thạch. Đây, một lần nữa, những sản phẩm cẩm thạch đẹp tuyệt vời nhất trên thế giới đã được công ty chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị. Tại sao những sản phẩm cẩm thạch này chúng tôi có quyền gọi nó là những sản phẩm cẩm thạch đẹp nhất trên thế giới? Bởi vì đây là những sản phẩm cẩm thạch AJ đã được công ty GIA Certified, là những sản phẩm cẩm thạch thiên nhiên, nghĩa là 100% ở độ hoàn hảo, không hề đi qua bất kỳ một quá trình xử lý, và được giấy quốc tế thiết kế tạo thành một mặt dây chuyền. Khi quý vị nhìn vào những màu xanh biếc của những sản phẩm Imperial J với những màu xanh nhìn vào giống như một làn nước đang nằm trên mặt dây chuyền này, đó chính là những sản phẩm cẩm thạch AJ. Chúng ta phân biệt được cẩm thạch AJ chỉ cần mắt thường, quý vị sẽ hiểu được. Tuy nhiên, quý vị phải nhìn được cẩm thạch A rồi quý vị mới biết được cẩm thạch nào là A. Rất nhiều quý vị chưa bao giờ và chưa từng được sở hữu bất kỳ một sản phẩm cẩm thạch A nào. Ngay bây giờ, chúng tôi mong quý vị gọi vào cho sản phẩm số 17 với giá $2,490. $2,490 là một mẫu thiết kế được design thành một hình chiếc lá. Đây là một sản phẩm cẩm thạch rất to, chiều dài là hơn 1.25 inch. Tất cả được bao bọc xung quanh là những viên kim cương 1.5 ly, được thiết kế bằng vàng 18K. Và xin chân thành cảm ơn tất cả những khách hàng nào đã yêu mến công ty chúng tôi với những bộ
thiết kế cẩm thạch Natural Jade đã được GIA Certified từng sản phẩm, và đó chính là đẳng cấp trang sức. Và công ty chúng tôi luôn luôn đem đến quý vị những trang sức cao cấp sang trọng, luxury. Quý vị nhìn vào từng chi tiết, quý vị nhìn vào từng chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào. Công ty chúng tôi luôn luôn lựa chọn những gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất và giới thiệu đến quý vị. Và một lần nữa hy vọng tất cả quý vị sẽ tìm kiếm cho mình được ít nhất một vài mẫu trang sức trong tất cả những chương trình Mother's Day Sale mà chúng tôi đã lần lượt giới thiệu đến quý vị xuyên suốt tuần vừa rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ còn thêm một chương trình buổi tối ngày thứ năm và ngày chủ nhật. Lâm Trụy xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một bộ kim cương số 18. Đây là một cặp bông tai kim cương 1 carat cho 2 viên kim cương, kiểu thiết kế đông đưa, một vòng tròn, mỗi bên là 5 ly, tổng cộng 2 viên kim cương sẽ là 1 carat. Là cặp bông tai hộp xoàn nước E-Color VS Clarity, được làm bằng vàng 14K. Và cặp bông tai này đặc biệt với giá $5,550. $5,550, và chúng tôi on sale ngày hôm nay để gửi đến quý vị với giá $3,650. $3,650 để gửi đến quý vị một cặp bông tai kim cương đường kính là 5 ly, kiểu bông tai khoen và 2 viên kim cương được tuyển chọn đẹp tuyệt vời với giá $3,650. Đi kèm chung sẽ là một mặt dây chuyền kim cương 1 carat. Đây là một mặt dây chuyền 1 carat với một vòng tròn thiết kế đi vòng quanh. Khi quý vị nhìn vào một mặt dây chuyền 1 carat mà chỉ đi một viền hộp xoàn nhỏ xung quanh thì mặt dây chuyền này không thể nào to bằng đồng 10 cent được. Nó phải nhỏ hơn rất nhiều. Tuy nhiên khi quý vị đeo trên cổ của quý vị, độ lấp lánh và rực rỡ của mặt dây chuyền này sẽ làm cho quý vị nhìn vô rất tuyệt vời. Và mẫu thiết kế này xin quý vị gọi vào với giá $3,650 cùng giá với cặp bông tai. Quý vị có thể lựa chọn cặp bông tai hoặc là mặt dây chuyền với một viên kim cương 1 carat nước F-Color VSSI Clarity, được thiết kế vòng quanh là một vòng tròn kim cương 1 ly rưỡi. Nổi bật chính giữa 4 cháu sẽ là một viên kim cương 1 carat. Và mặt dây chuyền này với giá $3,650. Đi kèm chung sẽ là một cặp bông tai 5 ly, tổng cộng là 1 carat cho hai bên, với thiết kế cặp bông tai kiểu vòng khoen nước E-Color VSSI Clarity. Cặp bông tai này $3,650. Quý vị đã theo dõi chương trình xuyên suốt với gần hơn 20 món hàng đã lần lượt sẽ giới thiệu đến quý vị. Chúng tôi hy vọng tất cả những sản phẩm chúng tôi đã lựa chọn, tuyển chọn, tất cả những mẫu thiết kế được giảm giá rẻ nhất trong ngày lễ Mother's Day. Và buổi tối ngày hôm nay quý vị đang đến với một chương trình vô cùng tuyệt vời đã được công ty chúng tôi tuyển chọn, lựa chọn, đầu tư từng sản phẩm kỹ lưỡng. Và ngày hôm nay với giá on sale rẻ nhất 35-45%, sản phẩm số 15-18, xin quý vị gọi vào với cặp bông tai $3,650 cũng như mặt dây chuyền kim cương 1 carat $3,650. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta cùng theo dõi một viên kim cương 1 carat rưỡi. Đây là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế rực rỡ. Tất cả được nạm kim cương nhận kiểu pave đi vòng quanh và vòng quanh. Từ trên nạm vòng quanh xuống cả hai bên.
Hai bên sẽ là hai viên kim cương 3 ly 6, 3 ly 7. Ở thiết kế chính giữa là một viên kim cương 1 carat 50. Viên kim cương nằm chính giữa là nước G-Color SI Clarity, lấp lánh và nổi bật với tất cả những viên kim cương nằm xung quanh là khoảng hơn 2.50 carat. Chiếc nhẫn này chúng tôi sẽ on sale rẻ nhất trong buổi tối ngày hôm nay cho quý vị, 5.970 đô la. 5.970 đô la để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương với một viên kim cương 1.5 carat nằm đưa lên cao với những viên hột xoàn 2 ly xuất sắc đi thiết kế được nhận theo kiểu Michael Pave. Dọc hai bên sẽ là hai viên kim cương 3 ly 8, 3 ly 7 VS Clarity được thiết kế làm bằng vàng trắng 14K. Và mẫu thiết kế này là một viên kim cương nước G-Color rất chiếu. Độ lấp lánh của viên kim cương này sẽ rực rỡ cùng với mẫu vỏ thiết kế đưa lên cao làm cho quý vị đeo vào nhìn giống như một viên kim cương 3 carat. Tuy nhiên, mẫu thiết kế này được on sale với giá 5.970 đô la. Lâm Châu Vĩ xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền mẫu thiết kế độc quyền. Đây là một mặt dây chuyền với một bông hoa 4 cánh. Những quý vị nào yêu thích những thương hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Van Cleef, quý vị nhìn vào mẫu thiết kế số 20, quý vị cảm nhận được một cái gì đó rất tương tự. Đây là một viên kim cương màu vàng Natural Yellow Diamond, một viên kim cương 2 carat đường kính là 8 ly, nặng hơn 2 carat. Mẫu thiết kế này được design trong một vỏ bông hoa 4 cánh nổi bật lên bằng vàng 18K. Wow! Ở chính giữa sẽ là một viên kim cương 8 ly hơn, nặng hơn 2 carat. Mẫu thiết kế được design của Italy, đi vòng quanh là một vòng quen cũng được nạm kim cương. Xin quý vị gọi vào cho mẫu thiết kế số 20 với một mặt dây chuyền hộp xoàn cho một viên kim cương màu vàng thiên nhiên Natural Fancy Yellow Diamond. Mẫu thiết kế này đặc biệt on sale với giá 8.850 đô la. 8.850 đô la. Wow! Và chúng tôi xin giảm giá thêm một lần nữa cho quý vị với giá chỉ còn 7.970 đô la mà thôi. 7.970 đô la để gửi đến quý vị một mẫu thiết kế được design của Italy, được design với 4 cháu nạm xung quanh, đưa lên cao là một viên kim cương màu vàng rực rỡ, được design theo kiểu của Italy bằng vàng 18 màu trắng. Mẫu thiết kế này chính giữa là một design rất to, là một viên kim cương 2 carat hơn, đường kính là trên 8 ly. Wow! Mẫu thiết kế này giá trị, nếu quý vị mua viên kim cương riêng và quý vị mua vỏ mặt dây chuyền này riêng thì giá trị ít nhất cũng phải trên 16.500 đô la cho một mặt dây chuyền 2 carat. Tuy nhiên, trong chương trình Mother's Day Sale, xin quý vị gọi vào với giá 7.970 đô la. Và tất cả sản phẩm công ty chúng tôi giới thiệu đến quý vị, một lần nữa tất cả là Natural Diamond, kim cương thiên nhiên. Tất cả là những sản phẩm kim cương Natural Diamond.
Xin mời quý vị nhìn lên màn hình để chúng ta đến với một chiếc nhẫn kim cương, là một mẫu thiết kế là hình chiếc lá. Đây là những viên kim cương hình Mohi's Diamond. Và ngay chính giữa là một viên kim cương 2 carat màu vàng rực rỡ. Một lần nữa, viên kim cương màu vàng đậm nằm chính giữa là 2 carat. Chiều dài là khoảng 10 ly rưỡi. Một viên kim cương màu vàng đậm được thiết kế vòng quanh. Chiều dài của chiếc nhẫn này to bằng đồng 25 cent. Wow, một chiếc nhẫn vĩ đại với tất cả là những viên hộp xoàn 3 ly, 3 ly rưỡi, 4 ly, 4 ly rưỡi, được kết nạp xen kẽ là những viên hộp xoàn hình thoi là Mohi's Diamond và những viên hộp xoàn hình tròn. Chiếc nhẫn này được thiết kế tạo thành một chùm kim cương vòng quanh bằng vàng 18K. Xin mời quý vị gọi vào cho chiếc nhẫn này ngày hôm nay với giá vô cùng độc đáo, $4,430 để gửi đến quý vị một viên kim cương màu vàng đậm nằm ngay chính giữa là 2 carat hơn, chiều dài là 10 ly rưỡi và nạm xung quanh sẽ là 28 viên kim cương. Mỗi viên kim cương được tuyển chọn đường kính là những viên hộp xoàn hình tròn 3 ly, 3 ly rưỡi và xen kẽ là những viên kim cương hình Mohi's từ 5 đến 6 ly chiều dài, tạo thành một chiếc nhẫn to hơn đồng 25 cm về chiều dài, dài hơn 1 inch 25. Đây là một chiếc nhẫn cocktail ring cũng như là một sản phẩm kim cương trong thương hiệu Estate Jewelry, một chiếc nhẫn có 102. Những quý vị nào đang tìm kiếm một chiếc nhẫn tuyệt đẹp, độc đáo, và chúng tôi xin on sale một lần nữa để gửi đến quý vị với giá $4,170, $4,170. Wow, đây là một chiếc nhẫn hộp xoàn 2 carat và nạm xung quanh là tổng cộng là hơn 3 carat kim cương. Nếu chúng ta nói về tổng số kim cương nằm trên chiếc nhẫn này là khoảng gần 5 carat. Xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế số 22. Những quý vị nào đang tìm kiếm một chiếc nhẫn kim cương có một màu vàng nhạt thì chiếc nhẫn số 22 sẽ đem đến cho quý vị một mẫu thiết kế vô cùng rực rỡ với một viên kim cương gần như 10 ly rưỡi hình oval nặng khoảng hơn 2 carat. Đây là một viên kim cương màu vàng nhạt thiên nhiên Natural Diamond với những viên kim cương được vòng quanh là 2-3 tầng kim cương. Đi vòng quanh là những viên hộp xoàn 2 ly. Tất cả được tuyển chọn là những viên hộp xoàn nước D-Color VVS Clarity được làm bằng vàng màu trắng 14K. Và chiếc nhẫn này chúng tôi đặc biệt on sale để gửi đến quý vị với giá vô cùng độc đáo nhất, $10,970. $10,970 để gửi đến quý vị một chiếc nhẫn kim cương hình oval fancy light yellow diamond, một mẫu kim cương tổng cộng. Chiếc nhẫn này nếu quý vị mua với giá $10,970 thì giá trị của chiếc nhẫn này chưa đủ để quý vị mua chỉ có một viên hộp xoàn 6 ly rưỡi mà GIA ngày hôm nay nước F color đã là hơn 14-15,000 đô la. Tuy nhiên, một chiếc nhẫn hộp xoàn 10 ly, gần như 10 ly rưỡi hình oval luôn luôn là một chiếc nhẫn giá trị rực rỡ, to, lấp lánh. Và quý vị nhìn vào mẫu thiết kế này, đây là một chiếc nhẫn được trạm trổ và được tìm kiếm những viên hộp xoàn đẹp nhất để làm thành một mẫu trang sức jewelry, đem đến cho quý vị một cảm giác của sự sang trọng, rực rỡ và lấp lánh của tất cả những viên kim cương màu vàng nổi bật 2 carat nằm chính giữa. Và xung quanh là 3 tầng kim cương đi vòng quanh. Đường kính của chiếc nhẫn này to gần bằng đồng 5 cm.
Xin mời quý vị nhìn lên sản phẩm số 23. Lại một lần nữa, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng thiên nhiên. Xin nhắc lại với quý vị, tất cả kim cương màu hồng trên thế giới mới gọi là những viên kim cương hiếm có nhất trên thế giới. Bởi vì ngày hôm nay, mỏ kim cương màu hồng đã không còn được sản xuất và những viên kim cương màu hồng gần như không còn xuất hiện. Công ty chúng tôi rất may mắn sở hữu được những bộ kim cương màu hồng rất nhiều, cũng như những sản phẩm kim cương màu xanh đã được GIA Certified là những viên kim cương màu hồng thiên nhiên. Quý vị đang nhìn trên màn hình là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Chúng tôi đặc biệt thiết kế và giữ chiếc nhẫn này cho đến chương trình Mother's Day Sale của năm 2023 vào buổi tối ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị. Đường kính của một viên kim cương là 5 ly, dắt cắt là hình trái tim, là một viên kim cương màu hồng thiên nhiên đã được GIA Certified. Wow! Mà khi quý vị nhìn vào mẫu vỏ nhẫn này, hai tầng kim cương đi vòng quanh, những viên kim cương là 1 ly rưỡi, với thiết kế nạm kim cương hình giọt nước, được trạm trổ vô cùng xuất sắc. Chiếc nhẫn này đã được custom design, được làm bằng vàng 18K. Wow! Lâm Triều Vĩ chắc chắn với quý vị, đây là những sản phẩm kim cương mà khi quý vị đeo vào, chỉ có một mình quý vị là người sở hữu những sản phẩm trang sức này mà thôi. Kim cương màu hồng, Lâm Triều Vĩ mong quý vị đừng bao giờ hỏi là có 2-3 carat. Có 2-3 carat nhưng giá tiền khoảng vài trăm ngàn đô la. Viên kim cương màu hồng này, chúng tôi giá trị khoảng 25.000 đô la cho chiếc nhẫn này. 25.000 đô la, nhưng chúng tôi xin gửi đến quý vị một giá tuyệt vời nhất là 10.500 đô la cho chiếc nhẫn kim cương Pink Diamond. Một lần nữa, một chiếc nhẫn kim cương Pink Diamond sản phẩm GIA Certified là một chiếc nhẫn hiếm có nhất trên thế giới. Kim cương màu hồng là một màu sắc đẹp nhất và hiếm có nhất. Xin cảm ơn tất cả những quý vị nào luôn luôn đồng hành cùng công ty chúng tôi với những mẫu thiết kế sang trọng tuyệt vời. Hy vọng quý vị sẽ tìm kiếm cho mình được rất nhiều những sản phẩm trong ngày lễ Mother's Day của năm 2023. Chúng tôi xin quý vị chiêm ngưỡng một chiếc nhẫn cẩm thạch thiên nhiên. Đây là một chiếc nhẫn cẩm thạch được công ty GIA Certified là một chiếc nhẫn cẩm thạch Natural Jade. Và đây cũng là một chiếc nhẫn cẩm thạch hiếm có nhất trên thế giới, bởi vì kích thước của viên cẩm thạch này là trên 20 ly. Wow! Chính xác của chiếc nhẫn này là gần 20 ly chiều dài. Nghĩa là chỉ nói tới viên cẩm thạch không thôi đã là hơn 1 inch. Và kế tiếp, vỏ thiết kế được tuyển chọn tổng cộng là hơn 5 carat kim cương với những viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, 2 ly, và mỗi viên kim cương nằm trên chiếc nhẫn này là những viên hộp xoàn nước D-Color VVS Clarity được làm bằng vàng 18K màu trắng. Wow! Quý vị có thể hình dung được trên ngón tay quý vị là một chiếc nhẫn cẩm thạch mà khi quý vị bước vào bất kỳ tiệm trang sức nào, không thể nào không ai chớp mắt để nhìn chiếc nhẫn này. Bởi vì chiếc nhẫn này là một sản phẩm độc đáo, giá trị khoảng trên 45.000 đô la. Bởi vì chiếc nhẫn rất to, một viên cẩm thạch thiên nhiên trong suốt được GIA Certified là một viên cẩm thạch màu green natural 100% ở kích thước là hơn 1 inch, là một viên cẩm thạch hiếm có nhất. Chiếc nhẫn này giá trị hơn 45.000 đô la.
chúng tôi đặc biệt on sale buổi tối ngày hôm nay với giá 16.500 đô la. 16.500 đô la. Quý vị có thể lấy 16.500 đô la để mua được một viên hộp xoàn 1 carat nước Y, nước F color bất kỳ lúc nào. Và giá trị của chiếc nhẫn đó luôn luôn chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng với 16.500 đô la, Lâm Chùa Vĩ chắc chắn 100% với quý vị để quý vị đi tìm được một chiếc nhẫn cẩm thạch giống như sản phẩm quý vị đang nhìn trên màn hình do công ty Alexey & Diamond và của Lâm Trù Vĩ sở hữu, thì đây mới chính là một sản phẩm không có cái thứ hai. Mãi mãi không bao giờ quý vị thấy được một sản phẩm kim cương với một viên cẩm thạch to, lộng lẫy, rực rỡ. Mẫu thiết kế đã được custom design với giá 16.500 đô la mà một giá Lâm Trù Vĩ đã cố gắng đem đến trong ngày lễ Mother's Day để tất cả những quý vị yêu trang sức, quý vị ủng hộ công ty chúng tôi, quý vị có thể sở hữu được những gì đó quý hiếm nhất trong những bộ sưu tập kim cương. Xin chúc mừng tất cả quý vị và Happy Mother's Day một lần nữa. Ngay bây giờ, Lâm Chùa Vĩ xin quý vị đến với một chiếc nhẫn kim cương với một viên kim cương đường kính là gần 10 ly. Xin nhắc lại với quý vị, kim cương này là 10 ly, nặng tương đương với một viên kim cương phải là 4 carat. Nhưng viên kim cương 10 ly này quý vị đang đeo trên ngón tay và quý vị đang nhìn trên màn hình là một viên kim cương nhẹ hơn 4 carat. Đó chính là lý do nó sẽ giúp cho quý vị có thể sở hữu được một chiếc nhẫn kim cương giá trị gần 80-90 ngàn đô la. Nhưng quý vị sẽ mua chiếc nhẫn số 25 này được công ty GIA Certified là một viên kim cương 9 ly 98, là gần như 10 ly nước L Color SI Clarity. Mẫu thiết kế được trạm rổ xung quanh là những viên kim cương 3 ly, tất cả được làm bằng vàng trắng. Và chiếc nhẫn này, đường kính tổng thể của chiếc nhẫn, wow, sẽ là 17 ly. Nếu quý vị tính luôn chiếc vỏ thì chiếc nhẫn này đường kính sẽ là 17 ly và viên kim cương nằm chính giữa là 10 ly và xung quanh là hộp xoàn 3 ly, giá trị khoảng 55.000 đô la. Chúng tôi xin đặc biệt từ 55.000 đô la. Chúng tôi xin quý vị gọi vào với giá 33.500 đô la. Nhưng chúng tôi sẽ giảm giá thêm một lần nữa cho quý vị. Chỉ còn 29.950 đô la. 29.950 đô la. Wow! Quý vị sẽ không thể nào tìm được một chiếc nhẫn tuyệt vời như chiếc nhẫn này. Và ngày hôm nay, 29.950 đô la, quý vị sẽ sở hữu được một viên kim cương 10 ly, độ chiếu sáng, sự rực rỡ và mẫu thiết kế của chiếc nhẫn này sẽ làm cho quý vị nhìn vào giống như một chiếc nhẫn cả 100.000 đô la trở lên. Và xin chúc mừng tất cả quý vị khán giả đã mua sắm được với công ty chúng tôi trong ngày lễ Mother's Day. Chúng tôi sẽ còn thêm 2 chương trình vào tối ngày thứ 5 tuần này và tối ngày Chủ nhật đúng vào ngày Mother's Day. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị trở lại. Những quý vị nào đang theo dõi chương trình, quý vị muốn mua bất kỳ sản phẩm, xin nhắn tin trực tiếp ngay bây giờ hoặc quý vị coi lại sau chương trình. Số phone là 310-968-0577. Quý vị cho chúng tôi địa chỉ shipping và số thẻ credit card. Chúng tôi ship hàng cho quý vị từ đây để quý vị nhận được trước ngày lễ Mother's Day vào Chủ nhật tuần này. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và một lần nữa Happy Mother's Day. Xin chào, tạm biệt.